Xin chào các bạn. Mình vừa đặt thử một đơn hàng mắt và mũi thứ bông ở gian hàng quốc tế trên Shopee á các bạn. Đơn hàng này á là mình đặt từ hôm 28 tháng 9. 28 tháng 9 là mình đã nhận được hôm 7 tháng 10. Thì nó cũng không có lâu lắm ha. Quốc tế ngoài chắc các bạn cũng biết là ở đâu rồi ha. Lúc trước á, khi mà mình làm cái mũi hình tam giác màu đỏ cho con Doraemon á, mình tìm mua mà không có. Đợt này có một cái chị bạn chia sẻ với mình cái shop này nè, nên mình đặt mua thử xem nè. Đó, xem mắt nó có đẹp hay không. Cái này thì mắt có chốt luôn nha. Mình thì thường không có xài chốt. Mình sẽ đổ keo vào ở phía bên trong cái phần mặt của con thú, xong rồi mình gắn cái mắt lên thôi. Đây là 6mm nè. Mắt này là 6mm. Mắt này là 8mm. Mắt mũi thú ở trên cái gian hàng này thì giá nó cũng rẻ lắm. Mình sẽ để cái đường link ở bên dưới để các bạn vào xem tham khảo ha. Cái này cũng là 8mm, 8mm mình mua nhiều hơn. Mua 3 gói 8mm. Hình như một gói này là 100 cái, là 50 cặp á. Cũng 8mm luôn. Cái này 9mm. Hơi to hơn một tí xíu. Ở đây mình có mua thử mũi dán nữa nè các bạn. Mũi hình tam giác nè. Mũi này là 6x8mm. Để mình khui ra cho các bạn xem thử ha. Mũi này thì chúng ta sẽ dán bằng keo nến á. Đợt trước mình tìm ở những cái gian hàng ở Việt Nam á thì đa số là bán nguyên một hộp nó đủ size chứ không có bán lẻ. Mình thì mình chỉ cần có một size để làm cái mũi hình Doraemon thôi. Lúc đó mình tìm nó hơi cực. Sản phẩm thấy cũng bấm đẹp á. Đây là mắt màu mũi tam giác màu đỏ nè. Mũi tam giác màu đỏ này là 7x9mm. Mình khui ra thử. Đặt gian hàng quốc tế thì cái thời gian mình đặt và nhận được hàng thì nó hơi lâu. Thường thì khoảng 10 tới 20 ngày mình mới nhận được hàng. Nó ít khi nào mình đặt từ gian hàng quốc tế lắm. Mà những cái này mình tìm không thấy thì mình đặt thử xem sao. Đặt sẵn rồi khi cần thì làm thôi. Đây là mũi màu đỏ, mũi này để mình làm cái mặt con gấu dâu nha. Nhưng mà cái này cạnh nó hơi nhỏ rồi. 9mm. Mình mua cái màu hồng. Cái này là màu hồng. Màu hồng này mình mua 6x8. Màu hồng cũng dễ thương ha. Bữa đó mình không có mua cái size to hay sao á. Này là mắt. Mắt có chùi 8mm. Hết rồi. Đây là 5mm. Để mình mở cái con mắt này ra xem thử. Đây là bị dư cái phần chốt này nhiều quá luôn rồi. Cái nào cũng có một vịt chốt hết trơn. Này là mắt 5mm nè các bạn. Một gói này hình như là 10 mấy ngàn thôi à. Như 14-15 ngàn hay như đó. Được 100 con mắt. Ở đây mình có mua thêm một cái. Cái này gọi là cái bảng này. Mình không biết là viết bằng cái gì lên đây. Mình thấy nó dễ thương. Mình định mua cái này cái để mình viết cái tên kênh của mình lên. Khi mình quay video xong cái mình có thể đăng luôn. Mình không cần phải chỉnh sửa nhiều. Không biết là sẽ ghi bằng cái gì ha. Bẻ cái này ra. Đặt như vậy.
đặt như thế nào ta? Vấn này à? Vấn này rồi đó. Không phải như vậy. Để mình lên mình coi hướng dẫn lại coi. Hình như không phải là đặt. Hình như là đặt như vậy nè. Để mình lên mình xem hướng dẫn người ta đặt như thế nào nha. Mình cũng quên mất tiêu rồi. Thấy nó hay hay, nó dễ thương nên mình mua thử. Không phải như vậy luôn. Còn không biết ở trên đây là ghi bằng cái gì nữa. Ghi bằng bảng phấn hay ghi bằng cái gì đây không biết. Không thấy hiện lên. Để nên mình lên gian hàng mình xem lại xem. Còn ở đây là mình mua bút bay màu. Cái gói này nó cũng rẻ lắm. Mua đủ màu luôn để mình vẽ trên vải dạ. Khi mà mình cắt mắt và mũi thú bằng vải dạ, sau khi cắt dán xong thì có thể dùng máy sấy và sấy thì nó sẽ bay màu đi. Mình sẽ để cái link ở bên dưới để các bạn có thể tham khảo cái phần những cái sản phẩm mắt và mũi thú này nha. Chúc các bạn tìm được những sản phẩm mà mình ưng ý ha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.